Không ngờ rằng, người khiến hoàng đế và thái thượng hoàng phải đợi nửa ngày ở cổng thành lại là một đứa bé cười trên lưng con rùa khổng lồ. Đừng nhìn việc cô chỉ 3 tuổi, hoàng đế còn phải gọi một tiếng hoàng cô. Thái thượng hoàng cưng chiều cô như báu vật, những vật tùy ý ném ra đều là bảo vật hiếm có trên đời. Điều khiến người ta không ngờ là cô là ngôi sao may mắn của Đại Thuận. Kể từ đó, những chuyện kỳ quái thường xuyên xảy ra dường như cũng đã có bước ngoặt. Ngày hôm nay, trong ngự hoa viên của hoàng cung triều Đại Thuận, hoàng đế đang vui đùa cùng phi tần yêu quý, bỗng nghe thấy tiếng gọi của phụ hoàng, trông thật gấp gáp và ồn ào. Nhanh lên hoàng đế, mau theo ta đi đón tiểu cô của ngươi. Phụ hoàng, người có ý gì? Tiểu cô nào cơ? Có phải là Hồ Ân tiểu cô không? Nói nhảm, nhà ai mà chẳng có cô? Đã là cô của ta, thì cũng chính là đại trưởng công chúa của triều Đại Thuận. Sao con chưa từng biết điều này? Khoan đã, bỗng nhiên hoàng đế nhớ ra điều gì đó. Lập tức tỉnh ngộ, mắt sáng lên. Phụ hoàng, người nói có phải là vị đó không? Đúng vậy, chính là tiểu thúc thần thông quảng đại của ta. Ông ấy có con gái lúc về già. Ha ha, ta cũng có em gái rồi. Hơn nữa tiểu thúc đã nói trong thư, em gái này chính là ngôi sao may mắn của triều đại Đại Thuận chúng ta, phải cung phụng cho tốt mới được. Không phải chứ, tiểu thúc vẫn còn sống sao? Vậy ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? Đồ bất hiếu, sao lại nói là vẫn còn sống? Hoàng thúc của ta là người thế nào? Từ nhỏ đã theo cao nhân tu luyện đắc đạo, làm sao có thể là người bình thường? Ông ấy tu luyện, nhìn còn trẻ hơn cả ta, có một đứa con gái thì có gì lạ đâu. Phụ hoàng, người có thể để con chút thể diện không? Ái phi đều đang ở đây mà, con đòi thể diện với ta. Vậy thì đừng trách ta không cho ngươi thể diện. Mau theo ta ra cổng thành đón tiểu cô của ngươi đi. À phải rồi, mau thông báo cho lũ nhóc đó. Tất cả theo ta ra cổng thành đón, đi đón cô nãi nãi của chúng. Thái thượng hoàng vừa đi vừa lấm bầm, hoàng đế vội vã đuổi theo, để lại một đám phi tần đầy tò mò. Hoàng thượng ngài đi mất rồi. Vậy chúng ta còn chơi nữa không? Còn chơi gì nữa, mỗi người về cung của mình đi. Và nhanh chóng truyền tin này về hậu cung. Lần này đến là hoàng cô nãi nãi của triều Đại Thuận, bảo người các cung phải tỉnh táo, đừng có mà chọc giận. Thế là cả hoàng cung đều xôn xao. Không chỉ vậy, ngay cả dân chúng kinh thành cũng nhận ra động tĩnh, xôn xao bàn tán. Người nào mà long trọng đến vậy, lại còn khiến hoàng thượng dẫn cả hoàng tộc đi đón. Ngay cả thái thượng hoàng và các quan đại thần cũng đến. Đây là vị thiên tôn đại thần nào sắc dáng trần vậy? Gần đây đâu có nghe nói có động tĩnh gì lớn. Không thể nào. Chỉ thấy dưới ánh nắng gay gắt đứng một đám đông, mỗi người đều đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn về cùng một hướng, ngóng chờ mong đợi. Phụ hoàng, chúng ta đến cổng thành làm gì vậy? Hồ công công không nói với các con sao? Các con đến là để đón cô nãi nãi của các con. Không phải chứ, chúng con từ bao giờ có cô nãi nãi vậy? Sao chưa từng nghe nói đến? Các con có cô nãi nãi không phải là rất tốt sao? Ta nhắc trước các con, phải hiếu thuận với cô nãi nãi của các con, hiểu chưa? Nếu không, để ta biết các con bắt nạt em gái ta, xem ta có đánh các con không. Mọi người đều mặt mũi ngơ ngác, nhưng không ai dám nói một lời phàn nàn. Hoàng thượng, thái thượng hoàng, ngài xem bên kia hình như có người đến. Tiếng gọi của công công lập tức khiến mọi người mắt sáng lên, đều nhìn về hướng đó. Chỉ thấy một cỗ xe ngựa lắc lư xuất hiện ở phía xa trên đường, đang tiến về phía họ. Khi cỗ xe này đến gần, người đánh xe nhìn thấy đám đông ở cổng thành, vội vàng kéo ngựa dừng lại, sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa. Lão gia, phía trước có rất nhiều người. Nói vậy không phải thừa sao? Kinh thành là nơi nào? Đế vương tụ tập, thương nhân đông đúc, so với thành phố cấp 2 của chúng ta, đương nhiên là phải náo nhiệt hơn rồi. Không phải vậy đâu lão gia, những người này châu bó lấp lánh, từng người đều ai phong lẫm liệt, mấy người ở giữa hình như còn có hình rồng trên người. Vị lão gia trong xe nghe người hầu nói vậy, định mở rèm xe xuống xe, lập tức nhìn thấy cảnh tượng khó quên suốt đời. Thái thượng hoàng, hoàng đế dẫn đầu hoàng thân quốc thích, trăm quan trước điện, thậm chí cả các hoàng tử cũng đến. Ông ta định tiến lên hành lễ, nhưng chân mình lại rất thật thà, trực tiếp quỳ xuống đất. Đám đông đang mong đợi, thấy đây không phải người họ đang chờ, lập tức có chút thất vọng, từng người ủ rũ. Đành phải xua tay để người ta rời đi. Sao vẫn chưa đến? Lúc này đáng lẽ phải đến rồi chứ? Không tốt rồi, chẳng lẽ trên đường gặp chuyện gì? Phụ hoàng, tiểu thúc nói là hôm nay lúc này sao? Chúng ta có phải đến sớm quá không? Chắc chắn không sai, bây giờ đã qua 50 rồi. Cô của ngươi đáng lẽ phải đến từ lâu rồi. Hoàng thúc trong thư có nói đúng 10 giờ sẽ gặp người mà. Vẫn chưa đến, ý ta là lời của hoàng thúc tuyệt đối không thể sai được. Lại đợi thêm nửa canh giờ nữa. Đúng lúc mọi người đều đã ê ải, mơ màng buồn ngủ, bỗng nhiên thấy ở phía xa trên đường xuất hiện một chấm đen. Chấm đen không lớn lắm, nhìn rất mờ. Thấy cảnh tượng này, Phúc công công đánh liều, vội vàng đến gần thái thượng hoàng. Hai vị chủ tử anh minh kia không phải đã đến rồi sao? Chắc chắn không phải. Nhìn chấm đen đó có lẽ là một cỗ xe. Hoàng đế con ta, người kết luận quá sớm. Tam hoàng thúc của ta tiên phong đạo cốt, từ trước đến nay không làm theo lẽ thường. Chắc hẳn em gái ta cư xử hành động cũng ắt khiến người ta khó đoán. Đừng nói là ngồi xe ngựa, ngay cả ngồi tên lửa cũng chưa chắc. Mọi người đợi mãi, nhưng chấm đen đó dường như chưa từng di chuyển, như thể đang quay cảnh vậy.
nhưng nói nó không di chuyển. Chấm đen rõ ràng lại to thêm một chút, hiển nhiên là đang chuyển động. Đúng lúc mọi người đang sốt ruột, vừa hay một lão nông đánh xe đi qua. Phúc công công cuối cùng không nhịn được, gọi lão nông lại hỏi thăm. Khi ông đi qua, có thấy người khác trên đường không? Thưa lão gia, không, không có ạ. Này, ông nói cho ta biết, về hướng ông đến có một bóng đen. Đó là gì vậy? Ngài nói đến đứa trẻ đang ngủ trên đường phải không? Nói ra cũng lạ, khi tôi vừa đi qua, thấy một đứa trẻ mập mạp đang nằm sấp ngủ trên một con rùa lớn. Ngài đừng nói, tôi sống đã hơn nửa đời người, chưa từng thấy con rùa nào to đến thế, lại còn có thể chở người. Trên lưng rùa lại chở một đứa trẻ còn bé. Thật là tôi đã được mở rộng tầm mắt. Mọi người nghe lời người đánh xe, mặt đầy ngạc nhiên. Rùa lớn có thể to đến mức nào, lại còn có thể chở người. Ai lại chọn một con rùa làm vật cưới? Chắc phải đi chậm lắm. Đứa trẻ đó lại là ai? Phúc công công nghe xong, vội vàng báo cáo với Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế. Cái gì mà rùa lớn chở một đứa trẻ? Ta không nghe nhầm chứ? Tô Thái Thượng Hoàng, ngài tai thính mắt tinh, quả thật không nghe nhầm. Thật sự là một con rùa lớn đang chở một đứa trẻ. Hèn chi cái chấm đen đó như động không động, chậm chạp như vậy. Thật vậy sao? Thật là kỳ lạ. Đi thôi, đứng đây đợi cũng không phải cách. Chúng ta đi xem thử. Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế đến gần, nhìn kỹ một cái, coi như đã thấy rõ rồi. Thật sự là một con rùa lớn, nặng đến 500-600 cân. Thân hình màu xanh lục, bốn chân to lớn khỏe mạnh nhưng đi rất chậm, trông giống hệt dáng vẻ đi làm. Trên lưng con rùa lớn này, đang nằm sấp một đứa bé dễ thương mềm mại. Lúc này đứa bé đang ngủ say, khóe miệng còn chảy nước dãi, gương mặt nhỏ mũm mĩm, trắng hồng. Dáng vẻ đó đáng yêu vô cùng, đùi gà nướng, giò heo sốt, bánh củ cải, bánh hoa quế. Đứa bé ngủ mơ màng, miệng còn nói mê. Toàn là đồ ăn ngon, nghe là biết cô bé này chắc chắn là một tín đồ ẩm thực nhỏ. Mọi người thấy cảnh này cảm thấy rất thú vị. Một đứa bé dễ thương cộng với một con rùa lớn, nhìn thế nào cũng thú vị và đáng yêu. Đúng lúc mọi người đang cười, bỗng nhiên nghe thấy giọng Thái Thượng Hoàng. Hoàng muội. Mọi người rùng mình. Phụ hoàng, ngài nói đứa bé này chính là hoàng cô của chấm. Ngài không nhầm chứ? Hoàng đế không dám tin, một đứa trẻ nhỏ thế này lại là hoàng cô của triều Đại Thuận họ. Tuổi tác chênh lệch quá lớn phải không? Trâm quan và mọi người cũng một vẻ mặt khó tin, vừa tò mò vừa ngạc nhiên nhìn đứa bé đang ngủ say trên lưng con rùa lớn. Hoàng tổ phụ, chắc nhầm rồi, em bé gái này chắc chắn là con của nhà dân thường nào đó, không thể nào là hoàng cô nãi nãi của chúng con được. Không thể nào, điều đó không thể nào, cô ấy còn nhỏ hơn cả con. Mấy hoàng tử nhỏ cũng lần lượt phụ họa, hoàn toàn không tin đây là cô nãi nãi của họ. Thái Thượng Hoàng cũng bắt đầu hoang mang, nửa tin nửa ngờ tiến lại gần, cẩn thận quan sát cô bé đáng yêu trước mặt. Con rùa lớn cũng như không để ý đến họ, tiếp tục di chuyển với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Trong đôi mắt đậu xanh, chỉ có củ cà rốt đang treo phía trước. Thái Thượng Hoàng nhìn đứa bé, rồi lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội. Điều kỳ lạ là, miếng ngọc bội đó như thể được đánh thức, bỗng nhiên lập bề phát ra ánh sáng đỏ. Không sai, đây chính là em gái của ta, con gái của Hoàng thúc ta, Tiểu Minh Châu Châu. Hiện trường lập tức trở nên ồn ào, tiếng ồn quá lớn, cô bé dường như bị quấy rầy. Nhíu mày nhẹ, rất miệng cưỡng mở mắt ra, đôi mắt to trong sáng long lanh như chứa cả vạn vì sao, kết hợp với ngũ quan tinh tế, miệng nhỏ chu chu, khiến người ta tan chảy cả trái tim. Châu châu lười, nhanh lên mau dậy đi tới rồi. Vốn tiểu châu châu đang ngủ ngon, mơ thấy cha cầm một cái đùi gà nướng siêu to, đã sắp đưa đến sát miệng mình rồi, vừa định mở miệng, bên tai bỗng vang lên tiếng ồn ào, thế là đùi gà biến mất, làm người ta tỉnh giấc mộng đẹp. Lão thúc xấu xa đã làm ồn khi người ta đang ngủ. Châu Châu giận rồi. Một lúc tiểu Châu Châu có chút ấm ức, bị ép mở mắt ra khỏi giấc mơ thơm phức. Không ngờ, cái nhìn đầu tiên lại đối diện với một khuôn mặt già nhăn nhẻo. Khuôn mặt già còn tươi cười, trông giống như ông già xấu xa bắt cóc trẻ con. Thái Thượng Hoàng cũng không ngờ, lần đầu gặp mặt em gái, câu đầu tiên lại gọi mình trước mặt mọi người là lão thúc xấu xa, khuôn mặt già này có chút khó coi. Ta thật sự không có cách nào. Ta đã nhiệt tình tiếp cận, kết quả lại làm em gái giận. Thái Thượng Hoàng thường ngày lời nói như vàng ngọc, cao cao tại thượng. Hôm nay lần đầu tiên bị mất mặt trước mọi người, hoàng đế và mọi người suýt nữa không nhịn được cười. Tiểu Châu Châu bên này ngồi dậy, đưa bàn tay nhỏ múm mĩm dụi mắt và ngáp một cái nhỏ. Xem ra cô bé xinh đẹp đã thực sự tỉnh rồi. Sao lại có nhiều người thế này? Người ta vừa mới dậy mà ai cũng nhìn chằm chằm. Thấy ngượng quá. Tiểu Châu Châu thấy trước mặt một đám đông, ai nấy đều nhìn mình chăm chú. Lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một vẻ mặt ngại ngùng cúi đầu xuống. Hai ngón trỏ của đôi bàn tay múm mĩm còn xoay vòng vòng vào nhau. Hoàng muội à, hoàng huynh không phải là lão thúc xấu xa đâu. Hoàng huynh là hoàng tôn ruột của cha mẹ muội, là biểu ca của em đấy. Thái Thượng Hoàng với vẻ mặt cầu cạnh,
chạy đến trước mặt Tiểu Châu Châu tự giới thiệu. Tiểu Châu Châu nghiêng đầu nhỏ, quay lòng vòng không ngừng, dường như đang cố gắng suy nghĩ. Lão Thúc trước mặt này, lời ông ấy vừa nói có ý gì nhỉ? Lão Thúc ơi, có phải ông chính là ca ca mà phụ thân nói không? Nhưng rõ ràng ông là một lão già già mà. Sao lại là ca ca được? Nói xong cô bé càng thêm bối rối. Rõ ràng đây là một vấn đề ở độ tuổi này không thể hiểu được. Nụ cười trên khuôn mặt già của Thái Thượng Hoàng lại cứng đơ. Nhìn sang mọi người xung quanh đều đang cố nhịn cười. Xin nữa bị bóp méo khuôn mặt vì cố nhịn. Trời ơi, cô bé này thật sự quá đáng yêu. Được rồi, được rồi. Muội tên là Châu Châu phải không? Đúng rồi à, lão Thúc. Châu Châu nên gọi ta là Hoàng Huynh. Hoàng Huynh, lão Thúc họ Hoàng. Gọi là Huynh à, tại sao phải gọi ông là Hoàng Huynh? Vừa nãy nói là ca ca của mình, bây giờ lại nói là Hoàng Huynh. Nhưng rõ ràng đây là một lão Thúc mà. Tại sao không gọi lão Thúc mà phải gọi ca ca? Ca ca sao lại là Hoàng Huynh? Ôi Châu Châu điên mất. Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Phụ thân muội là tiểu thúc của ta, theo bối phận thì ta là ca ca của muội. Vì vậy muội phải gọi ta là ca ca, và chúng ta đều là hoàng tộc quý tộc, nên muội phải gọi ta là Hoàng Huynh. Tiểu Châu Châu bây giờ đã hiểu chưa? Rõ ràng Tiểu Châu Châu chỉ mới 3 tuổi, không thể hiểu được gì cả, nhưng cô bé vẫn gật đầu tán thành. Vâng ạ, phụ thân đại nhân nói phải ngoan ngoãn nghe lời Hoàng Huynh. Là một đứa trẻ ngoan, nhưng có một việc rất quan trọng. Châu Châu cần xác nhận trước, ông có phải là vị Hoàng Huynh mà cha nói không? Nếu không Châu Châu không thể đi với ông được. Vạn nhất ông là lão Thúc xấu xa thì sao? Đứa nhỏ này thật cảnh giác và thông minh. Chắc chắn là hoàng muội của mình, không sai được. Đương nhiên rồi, muội làm thế nào để xác nhận đây? Đúng rồi, muội xem đây là ngọc bội mà phụ thân muội tặng ta ngày xưa. Cái này có tính là vật làm tin không? Tiểu Châu Châu nhìn thấy ngọc bội trên người Thái Thượng Hoàng, lúc này ngọc bội đang lập lòe phát sáng. Tiểu Châu Châu nhảy xuống từ lưng con rùa lớn, lấy củ cà rốt đang treo ở phía trước con rùa cho con rùa ăn, sau đó mới từ trong túi nhỏ bên hông lấy ra một tờ giấy phù vàng, bàn tay nhỏ nắm tờ phù giơ lên, miệng nhỏ lẩm bẩm điều gì đó. Lúc này mọi người thấy tờ phù giấy xoay một vòng trên không trung, bay về phía Thái Thượng Hoàng, đến trên đầu ông. Tờ phù biến thành một con rồng, rồi hóa thành ánh sáng rơi xuống biến mất. Cái này ai có thể giải thích hoàn hảo cho ta không? Mọi người có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc. Đặc biệt là mấy vị hoàng tử nhỏ, từng người đều sửng sốt đến rớt cằm, khó tin đến nỗi liên tục dụi mắt. Đúng rồi, đúng rồi. Ông đúng là Hoàng Huynh của cháu không sai. Nhưng sao Hoàng Huynh lại già hơn cả phụ thân cháu? Cái này à? Ta nên giải thích thế nào đây? Cô bé này còn nhỏ quá. Dường như ta nói gì cô ấy cũng không hiểu được. Thôi, cái này đợi muội lớn lên sẽ hiểu. Phụ hoàng, mau giới thiệu cho con nữa đi. Châu Châu, vị này là đương kim hoàng đế, là hoàng tôn của muội. Hoàng cô, chào ngài, trẫm rất vui khi cô về nhà. Hoàng tôn, chào cháu. Tiểu hoàng cô bối phận lớn lắm phải không? Đúng vậy, trong cả hoàng tộc Đại Thuận trừ ta và thân phụ muội, muội là người có bối phận lớn nhất. Tiểu Châu Châu lập tức hiểu ra, vội vàng lục lọi trong túi nhỏ của mình, lấy ra một củ nhân sâm to bằng cánh tay, có râu dài, đưa cho hoàng đế. Hoàng tôn, đây là đặc sản quê ta, tặng cho cháu đấy, cháu là hậu bối, đây là quà gặp mặt đấy. Mọi người nghe thấy hoàng đế bị một đứa trẻ con gọi thân thiết như vậy, đồng loạt chọn cách giả điếc làm ngơ, đồng thời mắt họ cũng không hẹn mà cùng nhau nhìn chằm chằm vào cây nhân sâm già đó. Ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng nhìn đến đỏ cả mắt, hận không thể giơ tay ra giật lấy. Trong cung điện cũng chỉ có một củ nhân sâm 500 năm tuổi, đó còn là củ có niên đại lâu nhất kể từ khi triều đại hiện tại được thành lập, được coi như bảo vật quốc gia. Vậy mà tiểu cô tùy tiện lấy ra một củ nhân sâm ngàn năm, điều này thật không thể tưởng tượng. Sau này ta phải thân thiết với cô ấy nhiều hơn. Cái này tiểu hoàng cô, nhân sâm này cô lấy ở đâu vậy? Nếu còn nữa thì lập tức cử người đi đào, đào hết nhân sâm. Nhân sâm? Đây đâu phải nhân sâm, đây là củ cải, nhà ta có rất nhiều ăn mãi không hết. Mẫu thân thường dẫn ta lên núi đào về nấu canh ăn, chỗ của ta mọc nhiều như cỏ vậy. Nhân sâm và củ cải ăn giống nhau được sao? Đây là đặc sản quê ta mang cho hoàng tôn. Cháu cầm lấy đi, không cần cảm ơn ta đâu, chỉ cần cho ta ăn đùi gà là được. Tốt nhất là có sữa bò uống nữa thì càng tốt. Thứ quý giá thế này, vẫn nên cất giữ cho tiểu hoàng cô đi, tránh làm mất. Phải chi có thêm vài củ thì cũng tốt hơn. Được được được, không vấn đề, đợi về cung nhé, trẫm sẽ cho tiểu hoàng cô ăn đùi gà mỗi ngày. Thật không? Không phải lừa Châu Châu vui đấy chứ? Vậy Châu Châu muốn ăn rất nhiều rất nhiều. 5, 6, 7, 8, 10 cái đùi gà to. Đương nhiên là thật rồi, trẫm là hoàng đế mà. Nhân ngôn cửu đỉnh, tiểu hoàng cô muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên rồi, tiểu hoàng cô cũng có thể tặng ta nhiều củ cải hơn.
Tiểu cô, vị này là hoàng hậu của ta, là... của người, đúng rồi, nên gọi là gì nhỉ? Tức phụ, đồ ngốc. Đúng rồi, chính là tức phụ. Tiểu hoàng cô cứ gọi nàng ấy là tức phụ là được. Đều là người một nhà cả. Nàng ấy phụ trách việc hậu cung. Cô cần gì cứ nói với nàng ấy. Chàng giới thiệu như vậy thôi sao? Thôi để thiết tự lên vậy. Để lại ấn tượng tốt cho tiểu hoàng cô. Tiểu hoàng cô, con là tức phụ. Chào mừng cô về cung. Từ nay về sau chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau. Thích ăn gì cứ nói với con nhé. Tức phụ xinh đẹp. Cháu thật đẹp. Ta cũng nên tặng cháu một món quà nhỉ. Hoàng hậu mắt sáng lên, tiếp theo nghĩ lại. Vội vàng kéo các hoàng tử đến trước mặt Tiểu Châu Châu, bắt đầu nhiệt tình giới thiệu. Hoàng cô xem, họ là các điệt tôn của cô. Có đại điệt tôn, nhị điệt tôn, tam điệt tôn, tứ điệt tôn, ngũ điệt tôn. Nào nào nào, các con cùng chào cô nãi nãi đi. Cô nãi nãi Cát Tường. Tiểu Châu Châu thấy tình cảnh này, vội vàng đưa bàn tay mũm mĩm vào túi bên hông, cố gắng mỏ mẫm, miệng còn lẩm bẩm. Trường sinh hỏa của ta đâu rồi? Vừa nói xong cô bé liền cố sức lôi ra từ túi một chuỗi của to màu đỏ tươi, phát cho hoàng hậu và các hoàng tôn mỗi người một quả. Chỉ là lúc này Tiểu Châu Châu cảm thấy hơi đau lòng. Đây là đặc sản quê ta, cũng không quý giá gì. Mẫu thân ta nói đây là của trường thọ. Cho mọi người mỗi người một quả, cả tức phụ cũng có, rất ngọt đấy. Ngay cả mẫu thân ta cũng không nỡ ăn, ta cũng chỉ còn một ít thôi. Chia sẻ cho mọi người luôn nhé. Quả của ta, quả của ta. Thôi được rồi, dù sao cũng là quà gặp mặt. Vị hoàng tử thứ năm nhỏ tuổi nhất, nhận quà trong tay, rồi nhanh chóng cho quà vào miệng ăn. Ngon quá. Vừa thơm vừa ngọt lại vừa giòn. Đây là quả ngon nhất con từng được ăn. Cô nãi nãi ơi, nãi còn không ạ? Có thể cho con thêm một quả nữa được không? Nghe thấy vậy, Châu Châu vội vàng che túi nhỏ của mình lại. Không được ăn nhiều đâu, sẽ bị đau bụng đấy. Lúc này Thái Thượng Hoàng thấy mọi người đều có quà gặp mặt. Ngay cả hoàng hậu cũng không bị bỏ sót, chỉ có mình không có, lập tức cảm thấy ấm ức. Qua gặp mặt hoàng muội dành cho hoàng huynh đâu rồi? Hoàng muội của ta, ra tay là nhân sâm ngàn năm, còn có từng của một của các cháu chắt. Cũng là của trường thọ, ta cũng lần đầu tiên được thấy. Qua gặp mặt chẳng phải nên là người lớn tặng cho người nhỏ sao? Ông là hoàng huynh mà, sao lại hỏi xin quà gặp mặt từ Châu Châu chứ? Chỉ thấy nụ cười trên gương mặt da của Thái Thượng Hoàng lập tức cứng đờ, đành phải giả vờ rút tay lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười ha hả nói: "Hoàng muội, đi thôi, huynh đưa muội về nhà xem nào, huynh nói với muội, nhà chúng ta to lắm, muội đi mài cũng không hết đâu." Châu Châu nghe vậy lập tức nhảy lên, miệng hô lên: "Chúng ta mau đi thôi, chúng ta mau đi thôi." Vui không thể tả, Thái Thượng Hoàng cũng vội vàng gật đầu. "Hoàng muội à, chúng ta ngồi xe ngựa về nhé. Đi bộ khá xa đấy." Không thể để hoàng muội của ta mệt được. Được thôi, các người ngồi xe ngựa đi. Châu Châu ngồi trên lưng rùa lớn là được rồi. Châu Châu à, muội muội tốt của huynh, con rùa này đi quá chậm rồi. Huynh sai người khiêng nó lên xe ngựa luôn. Như vậy chúng ta cùng ngồi xe ngựa nhé, được không? Rùa rùa rất chậm sao? Đâu có, rùa rùa chạy rất nhanh mà. Chỉ là bình thường nó rất lười. Lười không muốn động đậy thôi. Nói xong Châu Châu liền trèo lên lưng con rùa lớn. Sau khi ngồi xong, Châu Châu lại lục lọi trong túi nhỏ, lấy ra một gói giấy dầu. Đúng lúc mọi người đều tò mò, không biết bên trong gói gì. Gói giấy dầu được mở ra, một mùi thơm thoang thoảng bay ra trước, hóa ra là một cái đùi gà nướng chín. Con rùa lớn ngửi thấy mùi thơm liền thò đầu ra, đang định ăn cái đùi gà đó, lại bị Châu Châu vỗ vô đầu, nó liền rụt đầu lại. Không được, ta phải buộc nó lại mới được. Nếu ngươi đuổi kịp thì sẽ thưởng cho ngươi. Nói xong, đùi gà được buộc trước mắt con rùa. Khoảng cách gần nhất trên thế giới không gì hơn thế này. Nhìn thấy nhưng không ăn được. Nhìn đùi gà trước mắt, con rùa lớn không kịp chào tạm biệt mọi người, trực tiếp khởi động chế độ tăng tốc. Chỉ vèo một cái, mọi người chỉ có thể thấy bóng của nó. Hoàng huynh nhanh lên nào. Huynh phải dẫn đường ở phía trước chứ. Khi tiếng của Châu Châu vọng lại, nó đã ở cách xa hàng chục mét rồi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, con rùa lớn đã bước chân đuổi theo đùi gà chạy mất. Đúng vậy, không sai. Đó là rùa chứ không phải bò. Thái Thượng Hoàng mặt đầy vẻ kinh ngạc, hoàng đế và những người khác thì há hốc mồm, thậm chí còn không tin nổi mà dụ mắt, tưởng rằng mình nhìn nhầm. Con rùa này chạy nhanh vậy sao? Hóa ra câu chuyện rùa và thỏ đua không phải là giả, rùa thật sự có thể thắng thỏ. Thái Thượng Hoàng là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng ngồi lên xe ngựa, vốn định đuổi theo nhanh chóng, lên xe rồi mới phát hiện chỉ có thể theo sau ăn bụi. Nhanh 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 mau đuổi theo. Mọi người lúc này mới hoàn hồn khỏi cơn sốc, vội vàng nhảy lên xe ngựa đuổi theo. Trong thành xuất hiện một cảnh tượng vừa hài hước vừa đáng yêu. Chỉ thấy một con rùa lớn đuổi theo một cái đùi gà chạy với tốc độ phi thường, mà trên lưng con rùa lớn ngồi một đứa bé mập mạp. Phía sau nó là đoàn xe dài của hoàng gia.
Dân chúng thấy vậy, vội vàng đứng sang hai bên đường nhường đường cho đoàn xe. Dân chúng tò mò nhìn con rùa lớn và đứa bé đi đầu. Bàn tán xôn xao. Đứa bé này thật đáng yêu. Giá mà con gái nhà tôi đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy. Đứa bé gì chứ? Tôi nghe nói. Vị này chính là cô của đương kim hoàng thượng. Em gái của thái thượng hoàng đấy. Cái gì? Đừng đùa nữa. Không thể đùa kiểu này được. Sẽ bị chém đầu đấy. Tôi nói thật đấy. Thái thượng hoàng và hoàng thượng dẫn các hoàng tử ra khỏi thành. Chính là để đón vị tiểu quận chúa này. Xem ra đúng là quận chúa của triều đại thuận chúng ta. Nếu không thì người nghĩ ai có thể. Con được trăm quan đón tiếp. Thậm chí cả thái thượng hoàng cũng đích thân đi đón. Đúng vậy phải không? Nghe nói phụ thân của vị tiểu hoàng cô này chính là bậc cao nhân đã rời khỏi kinh thành năm xưa. Là vị vương gia tu tiên đắc đạo. Có một cô con gái tài giỏi như vậy cũng không có gì lạ. Nói về bối phận thì phải là cô của hoàng thượng. Xem ra đúng là quận chúa của triều đại thuận chúng ta. Tiểu Châu Châu suốt đường đi tò mò không thôi. Trong kinh thành có nhiều thứ thú vị thế này. Thật muốn nhảy xuống tham gia náo nhiệt. Nhưng lại nghĩ không nên gây phiền phức cho hoàng huynh. Nên ngoan ngoãn đi theo đoàn người về cung. Con rùa lớn đuổi theo đùi gà cả quãng đường. Cuối cùng cũng được ăn. Sau khi ăn đùi gà, lại trở về dáng vẻ chậm chạp lười biếng. Được thị vệ dẫn đến hồ trong ngự hoa viên. Hoàng huynh có gà quay không ạ? Rùa lớn thích ăn mông gà. Thái thượng hoàng nghe con rùa lớn thích ăn mông gà. Điều này khiến thái thượng hoàng ngạc nhiên. Thấy nó vừa chạy nhanh thế. Nó không phải thích ăn đùi gà sao? Hoàng huynh, lấy gà quay đi. Rùa lớn thích ăn mông gà hơn. Châu Châu mới là đứa thích ăn đùi gà. Nghe vậy thái thượng hoàng không nhịn được cười. Được rồi, ta biết rồi. Muội đừng lo, ta sẽ cử người chăm sóc nó chu đáo. Mông gà cho nó, đùi gà cho muội, đợi sắp xếp cho muội ổn định. Ta sẽ gọi người đưa con rùa lớn qua. Mê mơn, hoàng huynh tốt nhất. Phụ thân nói không sai. Hoàng huynh quả nhiên là người hiền lành tốt bụng mà. Giá như ta có một đứa con gái hoặc cháu gái, đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy. Sao chỉ sinh toàn đám không ra gì thế này, thật là phiền lòng. Tiểu hoàng cô, người có yêu cầu gì đặc biệt về chỗ ở không? Hậu cung của chúng ta có nhiều viện, tùy ý người chọn, người thích viện nào thì ở viện đó. Hoàng đế với vẻ mặt cầu cạnh, ngay cả xưng hô cũng dùng kính ngữ, hoàn toàn không có chút uy nghiêm của một hoàng đế. Trước mặt tiểu hoàng cô nói gì đến uy nghiêm, có lợi ích gì đâu, nhưng nịnh bợ tiểu hoàng cô thì khác. Tiểu hoàng cô chắc chắn còn nhiều thứ tốt. Biết đâu một lúc vui vẻ lại tặng ta một củ nhân sâm ngàn năm nữa. Làm phiền hoàng tôn tử rồi. Cháu và triều đại thuận của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Nếu lời này từ miệng người khác nói ra, có lẽ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng khi từ miệng tiểu Châu Châu nói ra, thì hoàn toàn khác hẳn. Hoàng thúc đã từng nói trong thư, khi tiểu Châu Châu chào đời, cả bầu trời đầy ánh hào quang bảy sắc. Muôn chim vây quanh chúc mừng, lời nói ra phần lớn đều linh nghiệm. Có thể nói là kim khẩu ngọc ngôn cũng không quá. Châu Châu này, sao tiểu thúc không cùng con về? Và sao con lại một mình trên đường? Nếu gặp người xấu thì sao? Tiểu Châu Châu nhìn bàn tiệc đầy món ngon, đầu óc và tai đã sớm mất kiểm soát rồi. Chỉ chăm chú nhìn bàn đầy món ngon và chảy nước miếng. Ta có thể ăn không? Cái bụng nhỏ của Châu Châu bắt đầu phản đối rồi. Đương nhiên là được rồi. Nhưng món ngon này đều chuẩn bị cho muội đấy. Tuyệt quá, Tiểu Châu Châu vui không thể tả. Vừa định giơ tay lấy đùi gà trên bàn, nhưng thấy mọi người đều đang nhìn mình chăm chú. Kết quả là bàn tay nhỏ lại rụt về, cô bé ngượng ngùng nói. Sao mọi người không ăn vậy ạ? Nếu mọi người không ăn, Châu Châu cũng không dám ăn đâu ạ. Phụ thân Châu Châu đã dạy phải là một đứa trẻ lịch sự, phải biết lễ phép khi ăn. Nãi nãi ơi, nãi nãi là bậc trưởng bối, nãi nãi và ông nội ăn trước ạ. Chúng cháu mới được động đũa. Chúng cháu cũng là những đứa trẻ ngoan biết lễ phép. Được rồi, ta gắp cho muội một đũa. Mọi người có thể bắt đầu ăn rồi đấy. Nào, hãy thử món heo quay cám túc này xem, mùi vị không tệ đâu. Châu Châu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cầm đũa lên với tốc độ nhanh như chớp, tóm lấy các món ngon trên bàn cho vào miệng, như gió thu quét lá rụng, cuốn sạch mọi thứ. Hoàng huynh ơi, món lẩu cây này ngon quá, đặc biệt là ớt, miến rộng, khoai tây, ngon tuyệt vời. Vậy chú đầu bếp cám túc này, quê ở đâu ở cám túc vậy? Muội đoán xem ở đâu nào? Tờ bùa chú đưa ra lại có pháp lực, có thể xua đuổi tà ma trong hậu cung cao tường. Mỗi ngày nghe gà gáy là dạy tập luyện, rèn luyện võ công, tự giác đến mức khiến người ta xót xa. Cô hấp thu linh khí trời đất chuyển hóa thành nội lực thâm hậu. Thật không thể ngờ được vị cao nhân này chỉ mới 3 tuổi rưỡi. Và cô ấy chính là cô của triều đại đại thuận. Đừng để vẻ ngoài đáng yêu của cô ấy đánh lừa. Thủ đoạn của cô ấy không chỉ có một chút đâu. Mọi người nhìn Châu Châu ăn như hổ đói vồ mồi. Ăn ngon lành như vậy, đều lần lượt cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Mọi người cảm thấy bữa cơm này thơm ngon hơn trước kia.
Châu Châu, câu hỏi vừa rồi ta hỏi, muội chưa trả lời ta đấy. Sao phụ thân muội không đích thân đưa muội về? Ông ấy đi đâu vậy? Phụ thân à, phụ thân đi xem hoa mẫu đơn ở Hà Trạch với mẫu thân rồi. Chẳng đưa Châu Châu đi cùng. Hâm ơm, Châu Châu giận rồi đấy. Nói đến đây, hai bàn tay nhỏ mập mạp của Châu Châu khoanh lại trước ngực. Một bộ dạng phồng má tức giận, trông như một chú ếch xanh nhỏ đang giận dỗi. Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế, cả Hoàng hậu nữa, thấy bộ dạng này của cô bé đều cười. Hoàng thúc của ta sao lại vô tâm thế, chẳng đưa bảo bối Châu Châu đi chơi cùng. Vậy chúng ta cũng không để ý đến họ nữa, sau này Hoàng huynh sẽ đưa muội đi chơi nhé. Vâng vâng, Hoàng huynh tốt nhất rồi. Châu Châu thích Hoàng huynh tốt của muội nhất. Để thể hiện tình cảm của Châu Châu dành cho Hoàng huynh, Châu Châu cũng tặng một món quà cho Hoàng huynh vậy. Nói xong, Châu Châu liền thò tay vào túi nhỏ của mình. Lục lọi. Một lúc sau lấy ra một cây linh chi lớn. Đây là cái gì vậy? Có phải là linh chi không? Cái túi nhỏ này bé thế. Sao lại có thể đựng được nhiều đồ như vậy nhỉ? Cây linh chi này còn có mùi rất thơm nữa. Linh chi, đây là linh chi à? Đây đâu phải linh chi. Mẫu thân của Châu Châu bảo đây là nấm mà. Nhưng Châu Châu không thích ăn, đắng đắng không ngon. Châu Châu không thích chút nào. Vì Châu Châu không thích ăn, nên mới đem tặng cho Hoàng huynh phải không? Vậy Hoàng huynh cũng không cần đâu. Thái Thượng Hoàng rõ ràng trong lòng thích lắm, nhưng miệng lại nói không cần. Thế giới người lớn quá phức tạp. Đặc biệt là trong cung, một người có đến 10 tâm tư. Châu Châu nhỏ ở trong môi trường này, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Thái Thượng Hoàng vừa định giơ tay lấy. Hoàng cô à, phụ hoàng không muốn, những thứ không thích đều có thể cho trẫm. Cháu trai thích mà. Còn có chút uy nghiêm của một hoàng đế nữa không? Cái gì cũng muốn. Ngươi đúng là thấy nước là khác. Thấy cơm là ăn, chẳng bao giờ kén chọn. Phụ hoàng, ngươi có thể đừng như hồi nhỏ không? Đánh con sau gáy nữa được không? Dù sao con cũng là một quốc quân mà. Rất mất mặt đấy, có biết không? Trước khi nghi đến thể diện thì phải có liêm sỉ đã. Liêm sỉ còn không có thì ai cho ngươi thể diện nữa. Đi thôi Châu Châu, chúng ta về nghỉ ngơi. Ngày mai ta đưa muội đi dạo quanh hoàng cung. Cháu trai, cháu dâu, chúc ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại ngày mai. Hoàng đế và hoàng hậu cũng vội vàng vẫy tay. Chúc ngủ ngon vị tiểu hoàng cô này. Tiểu hoàng cô chúc ngủ ngon. Ha ha, phụ hoàng vẫn còn khỏe mạnh như xưa nhỉ. Sức đánh người cũng chẳng thay đổi. Ta lớn được đến thế này thật không dễ dàng. Dù hoàng thượng còn lớn, cũng vẫn là nhi tử của Thái Thượng Hoàng mà. Phụ thân quản nhi tử cứ chiều theo là được rồi. Thái Thượng Hoàng dẫn Châu Châu đến cung Trường Thọ. Nơi đây đã được chuẩn bị sẵn cho cô bé. Nô tài thỉnh an tiểu hoàng cô. Tiểu Châu Châu giật mình sững sờ, khi hoàn hồn lại thì thấy hai bên cửa đứng hai hàng người, đang cung kính chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Tiểu Châu Châu. Châu Châu, những người này sau này đều là nô tài phục vụ muội đấy. Hoàng huynh à, Châu Châu không cần nô tài phục vụ. Mẫu thân đã nói rồi, trẻ con phải bắt đầu độc lập từ nhỏ. Không thể phụ thuộc vào người khác, nếu không sẽ trở thành kẻ vô dụng đấy. Được rồi, nhưng Châu Châu còn nhỏ. Có những việc chưa làm được, nên vẫn cần có người lớn giúp đỡ, đúng không? Có vẻ đúng nhỉ? Vậy thì sau này họ đều là bạn của ta rồi. Các nô tài có mặt đều nhìn đứa bé này. Với ánh mắt không phục, ban đầu tưởng vị tiểu hoàng cô này là loại được hầu hạ từ nhỏ. Rời khỏi người hầu thì không thể tự lo liệu. Không ngờ lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Hoàn toàn không như tưởng tượng là kiêu căng ương ngạnh. Tiểu hoàng cô còn có nô tài nữa. Nô tài là phúc công công bên cạnh Thái Thượng Hoàng. Cô có việc gì cứ sai bảo. Lão nô nhất định sẽ làm tốt cho cô. Tiểu Châu Châu nhìn Phúc Công Công sững sờ một lúc, như đang nhìn kỹ cái gì đó. Nhíu mày lại một chút, mở mẫm trong túi sách nhỏ một lúc. Bên kia, Thái Thượng Hoàng mở to mắt. Tưởng Tiểu Châu Châu lại sắp bắt đầu phát quà. Không ngờ. Phúc Công Công à, cái này cho ông. Khi ngủ ông hãy nhớ, đặt cái thứ này ở dưới gối của ông nhé. Như vậy ban đêm ông ngủ sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Ôi, tiểu hoàng cô, sao biết được tôi ngủ hay gặp ác mộng vậy? Vốn định tìm một thầy cúng hay gì đó để giải hạn lớn cho tôi, vậy mà người lại biết. Phúc Công Công dù sao cũng là người bên cạnh Thái Thượng Hoàng. Trong mấy chục năm qua, giúp chủ nhân xử lý một số việc hoặc một số người. Tất nhiên không thể thiếu một số thủ đoạn. Thời gian lâu rồi, trên người cũng tích tụ không ít thứ dơ bẩn. Căn bệnh này của lão nô, hôm nay lại bị hoàng cô nhìn thấu ra ngay. Lão nô thực sự khâm phục. Đa tạ tiểu hoàng cô thật sự đã cứu mạng lão nô rồi. Phúc Công Công nhận lấy lá bùa hình tam giác từ tay Châu Châu.
vừa cầm lá bùa trong tay, ông ta cảm thấy hai bên vai của mình nhẹ nhõm hẳn đi. Đến tối, Phúc Công Công cẩn thận đặt lá bùa đó dưới gối, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Cả đêm ngủ rất ngon, mà ông ta không biết rằng, trong đêm khuya trên mái nhà nơi ông ở, có mây bóng đen cứ lượn lờ xung quanh. Lanh quanh một hồi lâu, một trận gió xoáy từ mái nhà lao xuống, nhưng ngay lập tức lại tản ra và bay lên khỏi mái nhà, cuối cùng hóa thành một đám mây đen bay về phía ngoại thành. Sáng sớm hôm sau, Phúc Công Công tinh thần sảng khoái đến cung điện của Thái Thượng Hoàng. Hôm nay Phúc Công Công trông rất phấn chấn. Thái Thượng Hoàng cũng chú ý thấy. Hôm nay tinh thần của Phúc Công Công rất tươi tỉnh. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngươi có vẻ trông vui vẻ thế. Bẩm báo Thái Thượng Hoàng, ngài không biết đâu. Lá bùa phúc của tiểu hoàng cô thật sự rất hữu dụng. Lão nô đã lâu rồi không ngủ ngon giấc, mỗi lần ngủ đều cảm thấy vô cùng bất an. Đêm qua đeo lá bùa phúc mà tiểu hoàng cô ban cho lão nô, cả đêm không hề mơ thấy gì. Sáng nay thức dậy, cảm thấy cái khí âm hàn vẫn luôn bao quanh mình, trong nhiều năm qua, dường như cũng đã tan biến không còn gì cả. Điều đó đương nhiên rồi, Tiểu Châu Châu chính là con gái của tiểu hoàng thúc của ta, từ nhỏ đã theo bên cạnh phụ thân, chắc chắn đã học được không ít bản lĩnh. Xem ra bản lĩnh của Tiểu Châu Châu của thật không nhỏ. Người mà Thái Thượng Hoàng nói đến, có phải là vị hoàng tử út của Cao Tổ năm xưa? Người từ trẻ đã quyết tâm đi theo cao nhân tu đạo ở trong núi xa. Tất nhiên ngoài người đó còn ai nữa? Trên thế gian này có nhiều điều chúng ta chưa từng thấy. Không có nghĩa là nó không tồn tại. Chuyện may rồi, hoặc những linh hồn quỷ quái đều có thể tồn tại. Lời chủ nhân nói rất đúng. Nhà tích thiện ắt có phúc dư. Sự xuất hiện của tiểu hoàng cô của thực là ngôi sao may mắn giáng trần. Chúc mừng chủ nhân. À, Châu Châu đã thức dậy chưa? Bẩm Thái Thượng Hoàng, tiểu hoàng cô có lẽ đã dậy rồi, mà còn dậy khá sớm. Lạ thật, trẻ con không phải thích ngủ nướng sao? Sao cô bé này lại dậy sớm thế? Chẳng lẽ là vì lạ giường nên ngủ không ngon? Nhanh, theo ta đi xem thử. Thái Thượng Hoàng ra cửa rẽ một góc, lên đến chỗ của cô bé. Vừa hay thấy cô bé đang ở khoảng đất trống trong sân, đang tập mã bộ. Châu Châu, sao muội dậy sớm thế? Còn tập mã bộ nữa? Chào buổi sáng. Hoàng huynh, ta từ một tuổi đã dậy sớm luyện công mỗi sáng. Đây là thói quen được phụ mẫu rèn luyện. Phụ thân nói rằng, phải chăm chỉ rèn luyện từ khi còn nhỏ. Mẫu thân cũng bảo phải bắt đầu sớm, để có một nền tảng tốt. Luyện võ phải từ khi còn bé. Tiểu Châu Châu nói đến đây, Thái Thượng Hoàng đảo mắt một vòng, dường như đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó. Thái Thượng Hoàng đầy vẻ bất đắc dĩ, nhìn cô bé nhỏ xíu như một viên kẹo sữa. Vất vả tập mã bộ như vậy, lại đầy mồ hôi trên mặt khiến ngài thấy xót xa vô cùng. Nếu cô bé đã nói như vậy rồi, phụ mẫu của cô cũng là tiên nhân, chắc chắn những thứ họ dạy bảo đều không tầm thường. Nếu họ không dạy Châu Châu một thần thông, thì chẳng phải vô lý sao? Thái Thượng Hoàng đảo mắt một vòng, có ý muốn thử thách cô bé một chút. Như vậy thì thân thủ của Châu Châu rất giỏi rồi. Nghe nhắc đến vấn đề thân thủ của mình, cô bé lập tức tỏ vẻ kiêu ngạo, thu lại tư thế mã bộ, dáng vẻ như một cao thủ nhỏ, chống tay ngẩng đầu. Đương nhiên rồi, tuy Châu Châu chưa phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng chắc chắn một ngày nào đó, Châu Châu nhất định sẽ là cao thủ võ lâm giỏi nhất, trở thành thiên hạ đệ nhất đó. Vậy còn muốn thử sức với vị thị vệ huy chương vàng này không? Thấy Thái Thượng Hoàng chỉ vào mình, thị vệ trước tiên run lên, sau đó vội vàng đứng thẳng lưng, dáng vẻ ái phong lẫm liệt. Đang xem các ngươi ăn dưa đây, sao đột nhiên lại đến lượt ta? Nhỏ xíu như vậy, đừng có lên mặt, nếu không Thái Thượng Hoàng sẽ không tha cho ta đâu. Trời đất ơi, vị ca ca này, trông rất đẹp trai, mà còn cao lớn nữa. Khí vận cũng đỏ hồng, trông rất là lợi hại. Nhưng em không hề sợ, em là người giỏi nhất. Được thôi, đương nhiên không vấn đề gì, xem Châu Châu đây. Tham kiến tiểu hoàng cô, tiểu nhân chỉ là kẻ thô lỗ, không dám động thủ với tiểu hoàng cô, nếu không cẩn thận làm tiểu hoàng cô bị thương. Ở một bên, Thái Thượng Hoàng cười hì hì nhìn, cũng không nói gì, chỉ muốn xem cô bé sẽ ứng phó thế nào. Không ngờ cô bé này lập tức làm ra vẻ già dặn. Không sao đâu, ca ca này, thân thủ của em rất tốt đấy, anh cứ việc ra tay đi. Hôm nay em phải cho Hoàng huynh thấy thực lực thật sự của mình. Cô bé trực tiếp tạo tư thế chiến đấu, dáng vẻ muốn đánh. Thị vệ cũng có chút lúng túng nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, khó xử không biết phải làm sao. Thái Thượng Hoàng ngược lại gật đầu, ra hiệu cho anh ta ra tay, đành phải làm ra vẻ thôi. Dù sao đây cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Cô bé nhỏ thế này, sợ rằng đi đường còn ngã nữa là... Thật xấu hổ, thị vệ suy nghĩ một hồi,
quyết định đặt tay phải ra sau lưng, xem như nhường Tiểu Châu Châu. Vị ca ca này, ngươi làm gì vậy hả? Ca ca như vậy là đang khinh thường Tiểu Châu Châu à? Tiểu Châu Châu tuy nhỏ bé, nhưng sức mạnh thì không hề nhỏ đâu. Nói rồi, Tiểu Châu Châu nhìn xung quanh mình, rồi cô bé vội vã chạy đi. Chỉ thấy cô bé bước tới một cái ghế đá, cầm nó lên. Sau đó không chần chờ, làm bộ dáng nâng hạ với cái ghế. Lập tức những người có mặt kinh ngạc đến nỗi hàm dưới rớt xuống đất. 10.000 con ngựa hoang lao vun vút qua tâm trí mọi người. Thái Thượng Hoàng càng bị sốc đến nỗi không nói nên lời. Đây là ghế đá được làm từ đá núi Thái Sơn, ít nhất cũng nặng vài trăm cân. Dù là vài người đàn ông trưởng thành hợp sức cũng chưa chắc nhấc lên nổi. Vậy mà Tiểu Châu Châu nhẹ nhàng. Xem ra cô bé này thật không phải người bình thường. Sau một loạt thao tác này, cô bé đắc ý nhìn những người xung quanh. Điều mà những người này không biết là Tiểu Châu Châu vốn sinh ra đã có sức mạnh thần kỳ, không phải người thường có thể so sánh được. Thêm nữa mẫu thân thường xuyên cho cô bé tắm thuốc, ăn linh đan các loại, càng khiến cô bé trở thành độc cô cầu bại. Sau đó, Tiểu Châu Châu đặt ghế đá trở lại, tiếp tục làm ra vẻ chuẩn bị đánh nhau. Vẫy tay về phía thị vệ, thách thức đầy vẻ khiêu khích. Anh lại đây đi. Thị vệ có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể không nghiêm túc. Tiểu hoàng cô này có vẻ lợi hại, không thể xem cô bé như một đứa trẻ được nữa, phải coi cô bé như một đối thủ ngang hàng. Ta sẽ nghiêm túc đây. Tiểu Châu Châu đợi mãi, nhưng đối phương vẫn không ra tay. Vậy thì chỉ có thể chủ động tấn công trước. Vung nắm đấm nhỏ xíu lao về phía thị vệ. Thị vệ cũng nghiêm túc chuẩn bị, hoàn toàn không dám lơ là, đón đỡ các đòn tấn công của Tiểu Châu Châu. Chiêu thức của Tiểu Châu Châu có thể coi là đáng để tham khảo, như vừa khổ luyện 5 tiếng đồng hồ, hạ gục 5 cao thủ đỉnh cao vậy. Từng chiêu từng thức đều vững vàng dựa trên nền tảng vững chắc. Một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy lại có thân thủ như thế, thêm vào đó là bối cảnh bí ẩn của cô. Đánh tôi bằng nắm đấm hơn 50 phút đó, thật là châu bò. Những người xem xung quanh ai nấy đều kinh ngạc đến rớt hàm, cảm thấy vô cùng sửng sốt trước thân thủ của Tiểu Châu Châu. Đây có phải là thân thủ mà một đứa trẻ 3 tuổi có thể có không? Tôi cảm thấy 20 năm luyện võ của mình là vô ích rồi. Người ta mới có 3 tuổi thôi, mà còn mạnh hơn cả tôi, người đã luyện tập hơn 20 năm. Nói ra chắc chẳng ai dám tin. Đúng vậy không? Tôi cũng có cảm giác như vậy. Sao Tiểu Hoàng cô lại mạnh đến thế? Chẳng lẽ đã bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ rồi sao? Dù có bắt đầu từ trong bụng mẹ, thì cũng mới có 4 năm thôi mà. Đúng là trời cho ăn cơm bón cháo mà. Nghe thấy lời bàn tán của các thị vệ, Thái Thượng Hoàng nghiêm mặt đắc ý. Ngài đắc ý, giống như đang nói về chính mình vậy. Nếu có đuôi, chắc đã vẽ lên tận trời rồi. Còn thị vệ đang đấu, khi Tiểu Châu Châu đánh cú đấm đầu tiên, sửng sốt tận xương tủy, không kiểm soát được lực đạo, xích nữa thì quỳ xuống. Không thể đánh tiếp được nữa, cô bé không thể hài lòng. Tôi sắp thua rồi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, thua một đứa trẻ con, tôi còn mặt mũi nào gặp người khác. Tôi là một thị vệ đã vượt qua kỳ thi của Hoàng Cung, là một trong 10 cao thủ trong võ lâm, dáng kéo dài vậy, được rồi, thử đến đây thôi. Thị vệ thầm thở phào nhẹ nhõm sau đó, vội vàng lùi thùa lùi sang một bên tiếp tục đứng gác. Xin nhường, Tiểu Hoàng cô thật giỏi võ. Tại hạ bái phục, bái phục. Hi hi, xin nhường, nói rồi quay lưng lại. Cô đổi sắc mặt nhanh như diễn viên, lập tức trở lại, về hoạt bát vốn có của một đứa trẻ 3 tuổi, nhảy chân xào đến trước mặt Thái Thượng Hoàng. Ngẩng đầu lên khoe khoang, Hoàng huynh, muội giỏi không? Giỏi, Châu Châu giỏi nhất. Sau này Châu Châu dù có tự mình ra ngoài, Hoàng huynh cũng không cần lo muội bị người ta bắt nạt nữa. Hoàng muội nhà ta có thể đánh một trọi 10 đấy. Hi hi, đương nhiên rồi. Võ công của muội là do ngoại tổ phụ dạy đó. Ngoại tổ phụ của muội là cao thủ số 1 thiên hạ đấy. Thái Thượng Hoàng nghe đến chuyện liên quan đến gia đình bên ngoại của cô bé lại trở nên tò mò. Châu Châu, muội nói võ công của muội đều do ngoại tổ phụ dạy phải không? Ngoại tổ phụ của muội tên là gì? Ngoại tổ phụ nào? Muội không biết. Ôi, dạ dày muội đang kêu gọi phản đối rồi. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Thái Thượng Hoàng còn đang đợi Tiểu Châu Châu trả lời thì giây sau đã bị cô bé kéo đi mất. Chậm chút, sau khi mọi người đi khỏi, thị vệ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi tay vẫn còn run nhẹ. Cú đấm mà Tiểu Châu Châu để lại khá mạnh. Đội trưởng, thực lực của Tiểu Hoàng cô thật sự mạnh đến vậy sao? Ngay cả anh cũng không đánh thắng được. Anh là cao thủ top 10 mà, thật sự không thắng nổi. Cậu nghĩ sao? Hammerum, tôi biết rồi, chắc chắn là anh cố tình nhường Tiểu Hoàng cô. Dù sao Tiểu Hoàng cô có giỏi đến mấy, cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Làm gì có giỏi đến thế? Đúng là tôi thích nghe, vẫn là cậu này hiểu chuyện. Này anh, em có việc quên chưa nói với anh. Ngay lúc đó, Tiểu Hoàng cô đột nhiên xuất hiện phía sau họ. Hai người giật mình, vội vàng quay người lại, làm ra vẻ nghiêm túc nhưng tay chân lúng túng. Rất là ngượng ngùng và hoảng hốt. Tiểu Hoàng cô còn có gì dặn dò không à? Thị vệ ca ca, gần đây anh phải cẩn thận một chút nhé. Em thấy ấn đường anh tối đen. Nhưng thứ không nên chạm vào thì đừng chạm vào nhé. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.
Rất đáng sợ đó. Nếu có chỗ nào không ổn có thể tìm em nhé. Em thích đánh nhau lắm. Em có thể giúp anh giải quyết đấy. Nhất định sẽ bảo vệ anh bình an. Những thứ không nên động vào là những thứ gì? Phúc Công Công vẫn luôn đi theo khẽ nhíu mày. Tiến lên nói. Dương Tiểu Công Tử. Lời Tiểu Hoàng Cô nói cậu nên ghi nhớ trong lòng. Tiểu Hoàng Cô không phải người bình thường đâu. Đừng quên đấy nhé. Ý gì vậy? Ngay cả Phúc Công Công cũng nói vậy. Rốt cuộc những thứ không nên động vào là gì? Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like. Các bạn dành ra một giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.